Đây là hiện trường vụ cháy tại một spa trên đường Hùng Vương, phường Thanh Hiếu, thành phố Việt Trì lúc hơn 18 giờ chiều tối qua ngày 31 tháng 5. Ngay khi phát hiện, người dân đã báo cho lực lượng chức năng và tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, các trang thiết bị phục vụ cho spa gần như cháy hoàn toàn. Được biết, khi xảy ra cháy, bên trong spa không có người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Hiện nay đang vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ rất cao. Người dân cần kiểm tra các thiết bị điện trong nhà.